Bây giờ thầy sẽ có 4 câu hỏi nữa để đặt ra cho tất cả người nuôi cũng như bệnh nhân ở đây, coi như là mình ôn lại một chút về cái phương pháp điều trị của mình đi, để mình có cái động lực mình thực hiện đúng cái phác đồ. Thì kết quả của ngày hôm nay mà những bệnh nhân ở trên đây có là một cái nguồn động viên rất là lớn, tinh thần rất lớn cho những bệnh nhân mình còn ở lại. Khi mà mình mắc bệnh ung thư, mình đừng vội bỏ cuộc, mình đừng vội bi quan. Cánh cửa này đóng sẽ có cánh cửa khác mở ra. Cho nên là mình điều trị Tây y, các thầy hướng cho mình điều trị Tây y trước. Nếu như không có đủ điều kiện hoặc là mình không đáp ứng nữa thì mình tới đây, mình nhờ vào sự can thiệp của các thầy bằng phương pháp này. Nó có khoa học, nhưng mà đúng vị trí của nó là phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Đó, thì bây giờ nè, để đạt được kết quả giống như những bệnh nhân ở đây, thì bây giờ ở đây nè, thầy ưu tiên cho những bệnh nhân cũ á, đã từng nghe thầy Tiến có hướng dẫn cho mình về 5 cái điều kiện để mình bám vào đó để mình đạt được kết quả tốt nhất. Bây giờ 5 điều kiện đó là 5 điều kiện gì? Bệnh nhân nào nhớ giơ tay lên. Cô hả? Nhớ nha, 5 cái điều kiện, trả lời đúng 5 điều kiện nha. Tôi kính thưa cha, thưa các thầy, các bệnh nhân. Bây giờ tôi già rồi, tôi nói bằng đầu óc rồi, tôi ghi sao chạy đúng hay sai. Rồi. Có xì đề bài trước không mà có thầy nào xì trước không mà sao biết vậy ta? Sao biết chuẩn bị giấy trước nè? Để thứ nhất, bệnh nhân mình là cấm ăn đồng dầu trong suốt quá trình điều trị. Thứ hai, giữ pháp đồ và tiếp nối nghe theo lời thầy các thầy. Cơ thể phải còn khỏe mạnh mới có hy vọng, chưa hết làm sao có thể còn khỏe mạnh. Mỗi ngày ăn được từ 2 đến 3 lít cháo nano thì có thể còn khỏe mạnh. Thứ tư, bệnh nhân phải quyết tâm sống. Thứ năm, chấp nhận đau nhức và không bỏ cuộc mới có hy vọng thành công tốt đẹp. Trời, cảm ơn cô nha. Cái này là có người xì đề nè, cho nên là có cái sự chuẩn bị trước nè, thấy đọc và cũng đọc, cầm tờ giấy đọc cũng dấp nữa. Nhưng mà thôi, để thầy nhắc lại cái 5 cái điều kiện đó cho mình để mình nhớ, rồi dẫn cho cô cái phần quà ha. 5 điều kiện đó là 5 điều kiện như sau mà thầy Tiến có chia sẻ cho những bệnh nhân đó, thì mình cố gắng mình nhớ. Thứ nhất là mình sẽ không được ăn đạm động vật trong suốt quá trình điều trị bệnh, hỗ trợ điều trị bệnh ở đây, là điều kiện đầu tiên. Cái điều kiện thứ hai là tuyệt đối nghe theo lời cha và các thầy. Các thầy là người thực hiện theo cái phương pháp của cha Pedro Nguyễn Văn Tường ở đây, cho nên mình phải tuyệt đối tuân thủ phác đồ và nghe theo lời của cha. Là những cái clip cũ đó, cha có hướng dẫn cho bệnh nhân, thì mình có thời gian mình mở lại những cái clip của cha hướng dẫn đó, thì mình học hỏi theo và nghe theo cái sự hướng dẫn của các thầy. Cái thứ ba là bản thân của mỗi người mình phải còn đủ sức khỏe, có nghĩa là bản thân mỗi ngày bệnh nhân phải ăn từ 2 lít tới 3 lít cháo. Tại vì mình không ăn những thực phẩm khác, mình tập trung mình ăn cháo thì cố gắng ăn trong phạm vi đó. Rồi, cái điều kiện thứ tư là bệnh nhân chấp nhận đau và không bỏ cuộc. Đó, là bệnh nhân phải luôn ghi nhớ là bệnh ung thư thì mình phải đau nhất là cái chuyện đó là tất yếu, chứ không phải là không có, nhưng mà mình cố gắng mình vượt qua. Cái điều kiện thứ năm là bệnh nhân phải quyết tâm sống. Cái quyết tâm sống là ở chỗ nào? Ai mà không quyết tâm sống? Tuy nhiên, khi mình đặt mục tiêu sức khỏe mình lên hàng đầu thì mình phải gạt bỏ đi hết những cái công việc, cái gia đình, cái những cái cuộc sống ở bên ngoài, để mình tập trung mình lo cái sức khỏe mình thôi. Rồi khi nào mình khỏe rồi mình về nhà mình lo chuyện này lo chuyện kia mới được, chứ nếu mình không có sức khỏe là mình bỏ hết tất cả.
Đó là năm cái điều kiện mà các thầy đã luôn luôn nhắc nhở các bệnh nhân khi tới đây để mình được cái cơ hội để mình vượt qua được cái căn bệnh. Nhớ nha, mọi người phải nhớ năm điều kiện đó. Thì bây giờ thầy sẽ mời thầy Tiến sẽ tặng quà cho bệnh nhân vừa mới phát biểu. Thầy Tiến là tặng quà đi, thầy Tiến. Cái này của thầy Tiến mà. Cái này là điều kiện của thầy Tiến mà. Xin mời cô nhận phần quà. Xin chúc mừng cô nha. Cô để dành cho người nuôi nha, chứ cô không được lén uống nha. Rồi bây giờ thầy đặt câu hỏi thứ ba. Bây giờ mình ở đây mình chữa bệnh rồi đó, mình có biết được là bệnh ung thư chết trong môi trường gì và phát triển trong môi trường gì không? Đâu ai biết, giơ tay lên. Rồi xin mời. Bây giờ thầy đọc lại câu hỏi nha. Bệnh ung thư sẽ chết trong môi trường nào và phát triển trong môi trường nào? Dạ, xin trả lời là bệnh ung thư đó là chết và phát triển trong môi trường axit động vật. Ừ. Đó là môi trường nó phát triển nhanh nhất. À. Dạ. Rồi. Chết trong môi trường axit sai đấy. Ai nghe kỹ câu hỏi nha. Bệnh nhân ung thư chết trong môi trường nào và phát triển trong môi trường nào nha. Dạ thưa thầy là chết trong môi trường nào? Trong môi trường đúng. Tìm ấy là không có cái phát triển để ung thư bay trở lại. Còn axit á mình ăn vào thì nó sẽ tăng con tế bào nó. Rồi. Xin được cảm ơn chị nha, thì trả lời đúng rồi đó. Nhắc lại cho tất cả mọi người nhớ nè. Cái bệnh ung thư theo khoa học nghiên cứu đó, nó sẽ phát triển được trong môi trường axit và nó sẽ được khống chế và chết trong môi trường kiềm. Do đó thầy quý đã nhắc nhở mình hồi nãy đó, mình phải ăn kiềm và uống kiềm. Rồi bây giờ câu hỏi phụ thôi, nếu trả lời không đúng thì cũng không sao. Bây giờ chị có thể liệt kê những cái gì làm cho cơ thể mình bị axit, cái gì làm cơ thể mình kiềm, chị có thể liệt kê được không? Dạ thưa thầy, kiềm á là mình ăn cháo manu, tại vì cái chất của cái mỡ cháo á, nó uống ăn vào thì nó lưu thông trong cái máu. Thì nó sẽ diệt tế cái tế bào. Với lại thạch đào thảo dược. Với lại nước kiềm. Còn cái còn lấy cái axit đi. Ăn thức ăn động vật đó thì mình sẽ nuôi cái con tế bào, tại vì là cái con tế bào đó là nó phải sinh sống được cái nơi mà để nuôi nó thì là nó làm tấn công này. Rồi cảm ơn phần câu trả lời phụ của chị. Thì bây giờ thầy sẽ nhờ thầy quý đi. Thầy quý sẽ tặng cái phần quà này cho chị nha. Rồi thầy sẽ giải thích lại cái câu hỏi đó thêm lần nữa. Rồi xin mời thầy quý. Dạ xin cảm ơn thầy quý rất nhiều và cảm ơn chị. Thầy cũng nhắc lại cho mọi người nhớ nè, khoa học chứng minh rằng tế bào ung thư nó sẽ phát triển trong môi trường axit và nó sẽ được khống chế hoặc chết trong môi trường kiềm. Và môi trường axit chính là đạm động vật, nó tạo ra môi trường axit nuôi tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là mình hút thuốc lá nè, có nicotine nè, áp dụng cái thuốc lá là có chất nicotine. Nếu như mà mình hút trực tiếp cũng bị, mà mình người khác hút mình hửi, đó là hút thuốc gián tiếp mình cũng bị. Rồi chất tiếp theo là cồn, nó cũng tạo ra môi trường axit trong cơ thể. Nước ngọt nó cũng tạo môi trường axit trong cơ thể. Thức ăn nhanh, rồi hóa chất, rồi khi mình bị mất ngủ, mình bị chết, mình bị căng thẳng, đó là những cái tạo ra môi trường axit trong cơ thể. Cho nên khi bệnh nhân tới đây, mục tiêu của các thầy là để cho bệnh nhân cái tâm bình tĩnh trở lại, mình thản nhiên, mình tới đây mình đừng có đặt nặng vấn đề bệnh lý của mình, mà mình cứ cố gắng giữ phác đồ và giống như mình nghỉ ngơi vậy đó, để tâm trí mình không có lo chuyện nhà, không có lo chuyện gia đình, cũng như là không có lo về cái chuyện bệnh. Mình tập trung mình lo sức khỏe của mình, lo nghỉ dưỡng là chính, để mình tránh được cái axit trong cơ thể. Còn ngược lại, cái kiềm
cái kiềm đó chính là mình ăn cháo nano nấu bằng nước kiềm, thảo dược cũng nấu bằng nước kiềm. Cái nước kiềm là nước pH 8.5 tới 9.5 đối với người lớn, còn riêng trẻ em á, nhỏ dưới 6 tuổi đổ xuống á, thì sẽ khuyến nghị sử dụng nước 7.5. đó là lưu ý. Và cái thành phần nước kiềm tự nhiên có trong rau xanh và trong trái cây đó. Cho nên trong cái chế độ ăn có kèm cả rau xanh và trái cây, các thầy có áp dụng cho từng bệnh nhân. Đối với những bệnh nhân nào tiểu đường, đối với những bệnh nhân nào gút hoặc là men gan cao hoặc là cao huyết áp thấp gì đó, thì tùy vào cái bệnh lý của bệnh nhân đó mà các thầy áp dụng cho nó đúng, hướng về cái chế độ thực dưỡng. Rồi bây giờ thầy đặt cái câu hỏi kế tiếp nha. Tại sao mình lại không ăn đạm động vật? Vậy thì đạm động vật nó có chất gì để nuôi tế bào ung thư? Bây giờ trả lời cho thầy một trong hai chất nuôi tế bào ung thư thôi. Thầy cho phần thưởng liền. Đầu mình nhớ rồi, trong tế bào ung thư nó nuôi bởi đạm động vật, mà đạm động vật nó có chất gì? Ai trả lời được? Quên rồi phải không? Hả? Ai trả lời được cho tay lên. Mình nhớ trong, mình biết là đạm động vật nó là tính axit nuôi tế bào ung thư đó, nhưng mà nó nuôi bằng chất gì? Hả? Nó phải có chất luôn đó. Ai biết? Thầy đã nhắc rồi mà, khi mà vào tư vấn thầy hướng dẫn hết rồi, quên rồi không? Thôi vậy là thầy không có cho phần quà này, phần quà này thầy giữ lại. Đó là chất glutamin có trong thịt và casein nó có trong sữa. Hai chất này là hai chất chính của tế bào ung thư, nó rất là háo hai chất này. Hãy mình ăn vào hai chất này, nó sẽ tổng hợp cái protein, nó phát triển, nó phân bào nhanh hơn. Cho nên bệnh nhân khi mà vào cái chương trình hỗ trợ điều trị ở đây, các thầy không cho mình ăn đạm động vật. Thứ nhất là nó có tính axit, cái thứ hai nó có glutamin và casein nuôi tế bào ung thư phát triển. Do đó bệnh nhân mình lưu ý. Bây giờ thầy còn một câu hỏi cuối cùng, đó là cháo nano loại bỏ được cái chất gì mà mình cơ thể mình phải tạo ra cái enzyme để tiêu hóa nó, nhớ không? Nhớ nó gì tiêu diệt chất gì trong nồi cháo không? Tại sao mình lại phải nấu cháo nano đó, bằng nồi áp suất để tiêu diệt cái chất đó? Bây giờ ai nhớ? Thầy giải hết, chỉ hết trơn mà giờ quên hết rồi. Ai? Thôi thì giống như bữa nay là giống như mình nháp đi ha. Trả lời không được thì thôi lần kế mình tổ chức giao diện, cái mình cố gắng mình học thù, gọi là vui đi, chẳng mình ôn lại kiến thức cũ luôn. Đó là chất trisin. Trisin nó có trong hạt gạo, và chất này nó còn trong cơm, trong bún, trong phở, trong hủ tiếu, trong cả cháo nấu thông thường nó còn chất này. Khi mà cơ thể bệnh nhân ung thư yếu, mình phải chống lại bệnh qua hệ miễn dịch, mà mình ăn cái chất, ăn cơm, ăn bún, hủ tiếu gì đó, mình sẽ gặp hiện tượng khó tiêu. Đó là do cái chất trisin nó còn trong đó. Cháo nano có nhiệm vụ giải phóng cái chất đó đi, làm cho cơ thể mình ít có phải tiêu tốn enzyme để tập trung vào hệ thống tiêu hóa đến hệ thống miễn dịch đó, giúp cho mình ngày càng được tiến bộ hơn giống như những bệnh nhân này. Cho nên cái phương pháp của cha là phương pháp có khoa học, cha nghiên cứu 20 năm để giúp cho những bệnh nhân ung thư, đặc biệt là cha áp dụng cái phương pháp này dành cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn. Bởi vì mình nhớ nha, cái vai trò và vị trí của cái phương pháp của cha, mình đừng có thổi phồng nó lên. Ví dụ hôm nay mình thấy bệnh nhân có kết quả tốt, tuy nhiên mình phải biết đúng cái vai trò vị trí của phương pháp của cha nằm chỗ nào. Đó là phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, chứ không phải là phương pháp điều trị. Khi mình mắc bệnh ung thư thì điều đầu tiên là mình phải điều trị bằng phương pháp Tây y, hóa trị, phẫu thuật, xạ trị, thì cha mới thấy được điều đó. Mà bản thân đâu phải 10 ca là đều điều trị phẫu thuật, hóa trị, xạ trị được đâu. Có những bệnh nhân không có đủ điều kiện kinh tế để theo đuổi cái mục tiêu điều trị lâu dài về hóa xạ trị. Và những bệnh nhân có điều kiện đó, mình có tiền mình vô hóa chất được á, nhưng mà cơ thể mình nó không cho phép, nó không đáp ứng được. Mình vô được 1 lần, 2 lần, 3 lần, vô được 10 lần đi, rồi mình cái cơ thể mình chịu không nổi, mình phải bỏ ngang. Và những bệnh nhân tiểu đường, cao huyết áp hoặc là bị men gan cao, bác sĩ
đề nghị mình là về nhà cố gắng điều trị những cái bệnh lý đó trước đi, bệnh nền đó trước đi, rồi xong đó quay trở lại vô quá chất. Đó. Những cái điều kiện đó mà làm cho bệnh nhân không có tiếp cận được cái phương pháp điều trị đây đi, thì cha mới nghiên cứu ra phương pháp hỗ trợ điều trị bằng cháo nano, thảo dược nano, giúp cho những bệnh nhân ung thư mà đã không điều trị được tây y đó. Cho nên mình phải biết cái vai trò vị trí của phương pháp này chỗ nào, đặt đúng vai trò vị trí thì mình mới không bị bối rối, chứ không là mình thấy tại sao mà không có đi điều trị tây y giống như bác sĩ yêu cầu, hoặc là mình hỏi phòng phương pháp này ơi tới đó đi chữa là hết. Các thầy không muốn mình hiểu sai về phương pháp đó. Nhưng mình thấy kết quả của những bệnh nhân ngày hôm nay, mình cũng còn hy vọng đối với những bệnh nhân thầy mới vừa nói vừa rồi. Cho nên mình đến đây, mình có được cái hy vọng từ những bệnh nhân đã đạt được kết quả trước đó. Vì cái phương pháp này nó có tính khoa học, thì mình áp dụng theo thì nó cũng sẽ có kết quả tương tự. Tuy nhiên không phải bệnh nhân nào cũng có kết quả tốt hết như vậy. Có khi mình không đạt được kết quả tương ứng như vậy, thấp hơn chút, nó bớt bệnh, nó giảm bệnh, hoặc là nó chậm tiến triển mức độ bệnh. Dù sao đi chăng nữa nó vẫn tốt hơn so với mình để tự nhiên và mình tìm thuốc này thuốc kia mình uống theo kiểu tự phát, ai chỉ gì đó, bài gì mình uống đó. Thì ở đây có các thầy thuốc được cha huấn nhục 10 năm thì ít nhất về góc độ chuyên môn các thầy có thể can thiệp về vấn đề triệu chứng của mình, cũng như là hướng dẫn cho mình đi đúng cái phác đồ mà cha đã đưa ra. Thì cũng xin chúc cho quý bệnh nhân mau chóng được khỏe mạnh giống như những người bệnh nhân trên đây. Xin được chân thành cảm ơn.